tôi sẽ giới thiệu với bạn lại một cái bộ khuôn Ma An ha. Bộ khuôn Ma An là đổ cho CPU từ A8 cho tới A14 ha. Thì một bộ của nó gồm có cái hộp này nè. Hộp để mình để một cái đế 500 màu xanh. Đế xanh là mình đế 500 ha. Và nó hít lên cái miếng vỉ thì nó sau đó cái đế 500 để đây ha. Và cái thì có cặn kèm một cái miếng để quẹt chì ha. Thì đó. Cái hộp đó là như vậy. Thì mình khi mình muốn xài bất kỳ một cái khuôn nào cho CPU nào thì mình sẽ để vô như đây A14 thì mình sẽ đặt cái khuôn này lên đây ha. Và cái khuôn nào đặt đây và cái khuôn 500. Và cái dĩ của nó thế này để nè, các bạn thấy hết không? Rồi đó, để vào đây mình cắt ngang đây. Để vô đây và nó sẽ hết chặt lại, nó rất là khớp ha. Đó. Đó là và cái vỉ này á, là cái vỉ của A14 và tất cả một cái nó là vỉ, tất cả những mọi vỉ của nó là cái lỗ chân của nó chỉ là 0.1. Và trên đây các bạn thấy không, những cái con IC kiến ở trên CPU nó được khoét lỗ, thành ra các bạn không có sợ nó bị mẻ ha. Đó là cái điểm đặc biệt của Ma An là cái vỉ là 0.1 và từng cái CPU là nó có một cái vỉ đen và một cái miếng này. Đó, để mình để vào và mình đặt vào đây nó sẽ hít. À, hết xuống đó. Đó thì mình muốn thay đó A14 vô A8 thì mình sẽ lấy cái này miếng của A8 mình để đây, mình đặt đây và đặt đây nó sẽ hết lại. À, nó rất là cực kỳ chính xác và cái chỗ chân của nó như là lỗ vuông mà 0.1 thôi ha, chứ không phải những cái bộ đổ kia là 0.12 thì mình đổ nó chân nó nhuyễn và nó chuẩn hơn ha. Đó thì mình cứ cái nào thì mình cứ bỏ lên cái đó. Thì trong đây nó có 7 cái vỉ từ A8 khuôn và vỉ từ A8 cho tới A14 và một cái vỉ 500. Thì tùy theo các bạn thích muốn mua cái gì thì mua cái đó. Ví dụ như bạn chỉ cần bổ sung thêm, bạn đã có những cái vỉ của CPU khác rồi, bạn chỉ muốn bổ sung thêm cái A14 thì bạn chỉ cần mua như vậy ha. Rồi sau này ví dụ bạn muốn cần thiết thêm thì các bạn sẽ mua thêm từng cái khuôn và cái vỉ này ha. Đó, ghép vào. À, thì mua bên sao mua như thế nào thì bán như thế đó thôi, mà muốn thích gì thì mua đó. Thì một cái bộ của nó là, nếu mà bộ full của nó là gồm 7 cái khuôn đen và 7 cái vỉ đổ ha, cộng cái khuôn 500 và cộng với lại cái miếng quẹt chì này ha. Đó thì mua như thế nào đó, đó cái vỉ nó các bạn sẽ thấy nó rất lỗ, đó là tất cả những cái con IC mà những con CPU mà nó có cái sự kiến nó đều khoét lỗ hết ha. Nó không như mấy cái kia là chỉ là vẫn còn để nhưng mà nó chỉ khoét để cho nó chừa cái chỗ trống thôi. Đó thì nó dễ bị mẻ. Còn cái này á, cái thứ nhất cái đặc biệt đó là nó khoét lỗ sẵn luôn mà chính xác. Và cái thứ hai nữa là lỗ chân của nó chỉ là 0.1 mm, không như những cái bộ khác là 0.12 thì nó đổ chân hơi to hơn. Thì tùy theo mỗi người sẽ có quen theo độ 0.12, 0.11, nhưng mà với một số khách hàng feedback lại đó thì cái chân của nó, cái chân size của nó là 0.1 thì nó chuẩn và nó độ chân nó ngon hơn và đóng nó cũng ít bị chạm chân hơn. Đó thì tùy theo mỗi người có một cái thói quen riêng. Thì đây bữa nay tôi sẽ giới thiệu lại cái bộ này, tôi đã bán lâu rồi, bán cũng cả năm nay rồi. Thì đây giới thiệu lại cái bộ Ma An là như vậy ha. Thì mỗi thanh này nó sẽ, mỗi cái miếng này nó sẽ có cái dĩ và cái khuôn đen này nó có cái giá riêng ha. Còn cái 500 thì có giá riêng, thì các bạn muốn mua cái gì thì cứ bán cái đó thôi ha. Đó thì cái nói chung là giới thiệu đơn giản, nào các bạn nào cần thì cứ liên hệ với Hải Minh Mobile 385-7 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Gặp anh Minh, số điện thoại là 0913 745 457 hoặc là chi nhánh ngoài Hà Nội là G-Service 61 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Gặp anh Giang, số điện thoại là 0976 721111. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.